Chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ, tươi trẻ, hồn nhiên yêu đời. Như chúng ta đã biết, cơn bão, siêu bão Iagi số 3 vừa qua đã đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, nhất là khu vực miền Bắc, khu vực miền núi của đất nước chúng ta. Hôm nay chúng ta cũng có dịp đi du lịch khu vực Nam Cổ Bính. Thế thì điểm xuất phát của chúng ta tại khu vực Hồ Đào của đường Đông Khê 2. Trên đường chúng ta di chuyển thì có một chiếc xe Peugeot, tức là xe Peugeot, xe ô tô của Pháp thời cổ ngày xưa rất là đẹp. Chiếc xe này là thuộc thời kỳ như là Napoleon đấy các bạn. Cũng có nghĩa là lâu lắm rồi, thời gì hãng sản xuất xe Peugeot, tức là hãng sản xuất xe Peugeot. Chiếc xe này của một người ở khu vực Đông Khê mua để sử dụng. Ở phía sau dán một tờ giấy màu trắng và viết chữ xe đi đăng ký, tức là xe vừa mới mua xong. Hiện tại chiếc xe này đang đỗ tại khu vực gần chùa Linh Quang, gần khu vực nhà của anh ta. Chiếc xe này rất là đẹp, trông rất là cổ kính. Chắc là chiếc xe này cũng có vẻ cũng đắt đấy, chứ không phải là rẻ. Bởi vì bây giờ người ta thiên vào đồ cổ. Tuy rằng cũng có cái đồ cổ rất rẻ, có cái đồ cổ rất đắt. Ví dụ như là Vespa Shopping chẳng hạn. Nhưng mà cái xe cổ ngày xưa bây giờ thì chỉ vài triệu thôi. Nhưng mà cái Peugeot này thì giờ nó là cũng có giá. Bởi vì một chiếc xe đạp Peugeot bây giờ cỡ khoảng 20 triệu đến 40 triệu các bạn. Mà xe cũ ngày xưa đấy, chứ không phải là rẻ. Thế chúng ta tiếp tục di chuyển trên con đường khu vực Đông Khê đi lên ngã ba Lê Lợi. Phía xa xa các bạn đang theo dõi là khu vực trường chuyên Trần Phú, bây giờ bán cho một công ty khác, họ xây dựng khách sạn 5 sao tại khu vực này. Hai bên đường là nhà dân ở rất sầm uất và đông đúc. Họ xây những trước kia khu vực này là ở khu vực thuộc phường Gia Viên, bây giờ vẫn thuộc phường Gia Viên. Khu vực này trước kia là khu cánh đồng ruộng và nhà lá sụp xe cấp 4 rất là nhiều, nhưng bây giờ do con đường này mở rộng thì các hộ dân bắt đầu xây dựng những căn nhà rất đẹp. Chúng ta tiếp tục di chuyển lên ngã ba thuộc phường Lê Lợi, Gia Viên. Đây là đường Lê Lợi, rẽ tay phải chúng ta đi xuống khu vực ngã ba Cấm, ngã ba Phạm Minh Đức và đường Lê Hồng Phong. Rẽ tay trái chúng ta lên khu vực ngã tư Thành Đội, cầu Đất, Lạch Chay và đường Tô Hiệu. Trên trục chính của đường Lê Lợi đi từ đường Đông Khê 2 lên ngã tư Thành Đội có những đặc điểm như sau. Một, bên tay phải là khu vực ga Hải Phòng, nhà cung văn hóa thiếu nhi. Bên tay trái các bạn là ngõ Đồng Lùn và Hồ Mắm Tôm. Thế thì như vậy là trước kia khu vực nhà thiếu nhi của quận Ngô Quyền bây giờ sửa chữa lại thành, xây mới thành trung tâm hành chính của Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi. Còn bên tay trái các bạn là khu vực công an phường và đi vào ngõ Chu Văn An. Trong ngõ Chu Văn An có trường cấp 1, cấp 2 Chu Văn An nổi tiếng của Hải Phòng hiện nay. Hai bên đường là những căn nhà xây cao tầng và những chiếc ô tô rất đẹp, 4 chỗ, 7 chỗ đỗ ở ngoài đường Lê Lợi. Hôm nay thời tiết rất là nắng, thời tiết oi. Và ở ngoài đường lúc này là khoảng 15 giờ 30 phút, rất ít người đi lại. Đây chúng ta đang di chuyển đến khu vực ngã ba Chu Văn An, Lê Lợi. Và chúng ta tiếp tục đi khu vực lên ngã tư Thành Đội. Khu vực này trước kia có một cây cột điện và một cây phượng bị đổ, hiện bây giờ đã dựng lại rồi. Đây là khu vực này, cây cột điện đã dựng lên, cây phượng trồng lại. Khu vực này các bạn thấy rõ, khu vực bên tay phải các bạn là khu vực Tám Gian. Tám Gian là trước kia là xí nghiệp Hợp Lực, là giày sản xuất giày vải các bạn. Khu vực Tám Gian là sản xuất giày vải khu vực này. Và có một kho cửa hàng bán rau quả của thành phố ở tại đây. Rồi công ty lương thực có một nhà bán gạo thực phẩm cho nhân dân, những người có sổ gạo.
Bây giờ hai bên đường của đường Lê Lợi này bán xe đạp điện là một này, xe đạp thể thao là hai này, xe đạp cho các cháu thiếu nhi là ba này, và xe máy là bốn này, và rất nhiều mặt hàng về quần áo rồi giày dép, rất nhiều thứ. Đây là chúng ta đã đến ngã tư Thành Đội, một lối rẽ về tay phải là Cầu Đất, tay trái là Chay, đi thẳng là đường Tô Hiệu. Tiếp tục chúng ta đang di chuyển trên đường Tô Hiệu thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Và chúng ta tiếp tục di chuyển lên khu vực đường Tôn Đức Thắng của bác Tôn Đức Thắng từ ngã tư An Dương chạy sang bên kia cầu An Đồng các bạn. Chúng ta tiếp tục di chuyển lên cầu An Dương. Bên tay trái các bạn là nhà máy nước của thành phố Hải Phòng. Bên tay phải các bạn là những vị khu vực nhà máy đá, chợ nhà máy đá của thành phố Hải Phòng. Chúng ta bắt đầu là tiếp tục di chuyển lên trên cầu. Ở dưới chân cầu là rất nhiều hàng quán bán nước giải khát này, ngô luộc này, khoai luộc này, để phục vụ bà con đi đường có đói có khát thì là dùng ngay. Và đây là chúng ta đang theo dõi trên đây là cầu An Dương đấy. Bên này cầu An Dương thì vẫn là thuộc quận Lê Chân, bên kia cầu An Dương thì thuộc xã An Đồng, huyện An Dương đấy. Chúng ta đang di chuyển lên trên đỉnh cầu. Và lên trên đỉnh cầu thì chúng ta sẽ dừng lại quan sát hai bên bờ sông, hai bên dòng sông và hai bên bờ sông xem là có những thay đổi gì lớn trong thời gian này hay không. Thế thì chúng ta chiêm ngưỡng dòng sông Lạch Chay hướng về khu vực chợ sắt các bạn. Hướng về khu vực chợ sắt, một tòa nhà cao tầng kia là trên khu vực Thượng Lý của VinFast. Hai bên bờ sông là những căn nhà rất là đẹp, cổ kính ngày xưa, bây giờ vẫn còn. Trước kia là những ngôi nhà lụp sụp là của những bác thuyền chài, nhưng bây giờ không còn thuyền chài nữa, thì nhân dân người ta xây những ngôi nhà rất cao tầng, và thành phố đã kè hai bên bờ sông. Dưới dòng sông là những chiếc xà lan rất to, chở hàng trăm tấn hàng, bắt đầu đi từ trong khu vực nội địa, khu vực này đã bắt đầu di chuyển ra phía ngoài sông Cấm các bạn. Từ đây là sông Lạch Chay đang đi vào khu vực sông Cấm và sẽ đi ra chỗ khu vực cầu Thượng Lý, tức là cầu xi măng ấy, và đi ra ngoài sông Cấm và đi ra ngoài cảng và đi di chuyển ra khu vực Hạ Long hoặc là Cát Bà, Cát Hải gì đó. Đây là một chiếc xà lan rất là to các bạn, to lắm. Phía này chúng ta đang theo dõi phía khu vực này là sông Lạch Chay hướng về khu vực cầu, tức là cầu An Đồng các bạn. Khu vực này chúng ta đang theo dõi đây là cầu An Đồng. Cầu An Đồng này bắc qua sông Lạch Chay, đi từ khu vực đường 5 qua sông Lạch Chay và đi về đường Nguyễn Văn Linh và đi về đường Nguyễn Bình Khiêm và đi xuống cảng Đình Vũ các bạn ạ. Cảng Đình Vũ này, Cát Bà, Cát Hải, rồi cảng Chùa Vẽ, cảng Cửa Cấm, đấy là khu vực này. Chúng ta tiếp tục di chuyển về phía khu vực bên chợ An Đồng.
phải nói rằng đạp xe từ dưới chân cầu đạp xe lên xong rồi như vậy là cũng mệt chứ không phải là không đâu. Nếu ai yếu không đạp được, tuy rằng cầu nó cũng thấp thôi không cao. Khi chúng ta di chuyển xuống phía dưới chân cầu thì bên tay phải các bạn là khu vực đi vào nhà máy ắc quy và khu vực tượng đài của đồng chí Trần Phú. Còn bên tay trái các bạn là khu vực chợ An Đồng. Hai bên khu vực này và con đường này thuộc xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Tiếp tục chúng ta di chuyển về phía cuối của con đường này đến một cái bùng binh. Nơi bùng binh này thì thành phố Hải Phòng vừa mới xây dựng một cây cầu vượt bắc qua đường, các bạn, một cây cầu vượt bắc qua đường Tôn Đức Thắng. Cây cầu vượt này đi từ cầu An Đồng qua đường Tôn Đức Thắng, vượt qua đường Tôn Đức Thắng và đi tiếp tục đi lên đường 5. Cây cầu này mới xây dựng từ năm ngoái, đến năm nay bắt đầu là khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây gọi là cây cầu ắc quy tia sáng các bạn. Đây là cây cầu ắc quy tia sáng. Đây là khu vực ta đang rẽ vào khu vực này là chợ An Đồng. Chợ An Đồng này là trước kia là nổi tiếng về bán thịt chó các bạn ạ. Còn bây giờ thì không biết, cách đây khoảng 10 năm, 15 năm rồi là bán thịt chó nổi tiếng khu vực này. Một ngày một quán thịt chó này người ta bán được khoảng 3 đến 40 con chó. Còn không biết bây giờ chủ quán hay không thì lâu lắm tôi không qua đây. Chúng ta tiếp tục trên con đường Tôn Đức Thắng đi về phía cầu vượt. Cầu vượt nhà máy tia sáng ắc quy các bạn. Đây là bắt đầu là cầu vượt bắt đầu xuất hiện. Đây là mố cầu và những dây văng của cầu các bạn ạ. Đây là cầu vượt. Thank you.
Đấy. Cầu vượt nút giao ngã tư Cơ Điện. Thế thì năm 2023 thì cầu vượt này bắt đầu khởi công xây dựng. Đến tháng 5 2024 thì cây cầu này bắt đầu thông xe. Đấy các bạn ạ. Thông xe cái cầu vượt nút giao ngã tư Cơ Điện từ ngày 5 tháng 4 năm 2024. Các phương tiện, xe con, xe tải, xe container di chuyển theo hướng ngã tư ắc quy về, đi về cầu An Đồng và ngược lại được phép lưu thông qua cầu vượt tại nút giao thông Cơ Điện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đấy là từ ngày 5 tháng 4 là ô tô, các loại ô tô là được di chuyển từ cầu An Đồng qua cầu vượt ắc quy. Thế thì như vậy là sau hơn một năm triển khai thi công thì thành phố Hải Phòng sẽ đưa chính thức phát lệnh thông xe dự án xây dựng nút giao thông khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng, Máng Nước, quốc lộ 5 vào ngày 5 tháng 4. Thế thì như vậy là đại diện các đơn vị được thành phố giao làm chủ đầu tư dự án, tổng giám đốc của ban dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng cũng xác nhận hiện dự án đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, trải xong thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường, đủ điều kiện cho xe trọng tải lớn lưu thông. Cụ thể, công tác thi công hạng mục cầu vượt trục thông xe theo hướng quốc lộ 5 của dự án đã cơ bản hoàn thành. Để triển khai thi công hạng mục đường nhánh và các nút giao thông ở dưới cầu, đồng thời tăng năng lực thông hành của các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông qua các nút theo hướng quốc lộ 5. Đình Vũ, trước đó ngày 25 tháng 3 năm 2024, Ban Quản lý Dự án đã có văn bản số 331, Ban Quản lý Dự án 2 báo cáo Sở Giao thông Vận tải về việc tổ chức phân luồng tạm thời khu vực trên. Theo đó, thời gian phân luồng dự kiến từ ngày 5/4/24, các phương tiện, xe con, xe tải và các xe container di chuyển theo hướng ngã tư ấp Quy đi cầu An Đồng và ngược lại được phép lưu thông qua cầu vượt tại nút giao thông Cơ Điện này. Đấy, như vậy sau ngày 5 tháng 4 năm 2024 thì nhà thầu sẽ tổ chức phân luồng cho xe container lên cầu để đi thi công nút giao thông ở bên dưới vượt cầu vượt. Cán bộ ban điều hành dự án của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng cho biết, do đây là tuyến đường có mật độ xe container qua cảng nên khó khăn lớn trong quá trình thi công dự án đó là vừa triển khai thi công vừa phải đảm bảo an toàn giao thông được thông suốt. Ở đây đang nói là trong quá trình thi công khoan cọc nhồi, các đơn vị thi công phải xử lý những vị trí có hang cát. Việc này cần rất nhiều thời gian nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công chung của dự án. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công như trên, song các nhà thầu vẫn đang bám sát tiến độ quy định theo hợp đồng, thời gian thi công là 18 tháng, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Ủy ban thành phố Hải Phòng, nhà đầu tư và nhà thi công sẽ phấn đấu cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật trong tháng 5 năm 2024. Được biết, dự án xây dựng nút giao thông khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng, Máng Nước, quốc lộ 5 là một những trong những dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng với tổng đầu tư là 688,8 tỷ đồng. Dự án có quy mô xây dựng cầu vượt trục thông theo hướng đường quốc lộ 5 Nguyễn Văn Linh với chiều dài khoảng 285 m, bề rộng 19,5 m, tường chắn cho đường dẫn hai bên cầu với chiều dài khoảng 200 m. Cầu được thiết kế với dây văng kiểu đàn hạc, mỗi bên 8 cặp dây cáp song song nối với tháp trụ ở giữa. Mặt cầu gồm 4 làn xe, mỗi bên 2 làn, ở giữa có giải phân cách cứng. Nút giao thông dưới cầu bằng đảo xuyến có 4 nhánh đường gồm hai bên cầu vượt và các đường đi nút Nam Cầu Bính, đường Tôn Đức Thắng, đường nối vành đai 2 theo quy hoạch và đường Máng Nước kết nối vào ra đường trung tâm đảo xuyến. Đường nhánh hai bên nút giao thông rộng 9,5 m, gồm mặt đường rộng 7,5 m, vỉa hè rộng 2 m,
sau đó vuốt dần kết nối về đường hạng, kết nối về đường hiện đại. Dự án được xây dựng nút giao thông khác mức tại ngã tư Tôn Đức Thắng, Máng Nước, quốc lộ 5. Khi đi vào sử dụng được kỳ vọng từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông thành phố Hải Phòng, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông quốc lộ 5 và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân và xe cộ vận chuyển của nhân dân, đồng thời phát huy hiệu quả các công trình trước đó là nút giao thông Nam Cổ Bính, tuyến đường nối từ nút giao thông Nam Cổ Bính đến ngã tư Tôn Đức Thắng, Máng Nước, quốc lộ 5. Tiếp theo chúng ta di chuyển từ cầu vượt Tia Sáng Ắc Quy về khu vực đường 208. Đường 208 nó thuộc quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Và chúng ta di chuyển về khu vực VinFast và Hoàng Huy. Như các bạn đã biết, ngày 2 tháng 9 năm 2018, khu vực Nam Cổ Bính, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khởi công dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Nam Cổ Bính tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Liên danh các nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75, Công ty Cổ phần Đạt Phương, Tổng Công ty Thăng Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí 4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng HGC
và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thành Phát. Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Nam Cầu Bính có tổng mức đầu tư là 1.483 tỷ đồng từ ngân sách của thành phố. Thời gian thi công dự án sẽ là 18 tháng. Nút giao thông Nam Cầu Bính ngã ba Thượng Lý là nút giao thông đầu tiên tại Hải Phòng được thiết kế xây dựng là nút giao thông lập thể khác mức ngã 6 với 3 tầng, tầng ngầm, tầng mặt và cầu vượt. Tầng hầm nối đường Bạch Đằng xuyên qua đường sắt đến đường Hồng Bàng. Tầng mặt được cải tạo lại hiện trạng và cầu vượt nối từ đường Cầu Bính vượt qua đường Hồng Bàng đến sông Rế, huyện An Dương. Tổ hợp nút giao lập thể Nam Cầu Bính được triển khai xây dựng tại hai địa phương là quận Hồng Bàng và huyện An Dương. Hạng mục của đường Nam Cầu Bính gồm đường Hồng Bàng có bề rộng nền là 50,5 m, đường Bạch Đằng có bề rộng là 45,5 m, đường dẫn vào nút phía đi Cầu Bính có bề rộng là 41 m, đường nhánh rẽ từ đường Hồng Bàng đi vành đai 2 và vành đai 2 đi Bạch Đằng có bề rộng nền là 13 m và đều có kết cấu loại mặt đường cao cấp loại A1. Hạng mục cầu gồm cầu trực thông từ Cầu Bính, vành đai 2 được thiết kế 14 nhịp, bản đồ tại chỗ, với tổng chiều dài cầu tính đến đuôi hai mố khoảng 432,2 m, kết cấu dầm bản rỗng, mố và trụ bê tông cốt thép. Dự ứng lực nhánh Cầu Bính, Hồng Bàng được thiết kế 4 nhịp, bản đồ tại chỗ. Tổng chiều dài cầu tính đến đuôi hai mố khoảng 123 m, kết cấu dầm bán rỗng, mố và trụ bằng bê tông chịu lực, bê tông cốt thép. Dự ứng lực nhánh Hồng Bàng Cầu Bính thiết kế 5 nhịp, bản đồ tại chỗ. Tổng chiều dài cầu tính đến đuôi hai mố khoảng 103 m, kết cấu dầm bán rỗng, mố cầu vào trụ bê tông chịu lực, bê tông cốt thép. Dự ứng lực nhánh Hồng Bàng vành đai 2 thiết kế 5 nhịp, bản ghép với hai sơ đồ 5 x 18 m. Tổng chiều dài cầu tính đến đuôi hai mố khoảng 92 m. Nhánh vành đai 2 đường Bạch Đằng thiết kế 5 nhịp với sơ đồ 5 x 18 m. Tổng chiều dài cầu tính đến đuôi hai mố là 92 m.
về hạng mục thiết kế hầm chui, đường Hồng Bàng Bạch Đằng gồm hầm kín dài 190m, phần hầm hở hai đầu dài 140m, tường chắn hai đầu hầm dài 40m bằng bê tông cốt thép, móng cọc bê tông cốt thép giữ ứng lực, mặt cắt ngang hầm B 15m, trong đó phần mặt đường 11,5m, đường công vụ 2m nhân 75. Nút giao thông Nam Cầu Bính là điểm giao của các tuyến đường Hồng Bàng nối ra quốc lộ 5 mới, Hùng Vương đi Sở Dầu, quốc lộ 5 cũ, Bạch Đằng vào thành phố qua cầu Thượng Lý, Hùng Vương vào thành phố qua cầu Tam Bạc. Nút này là tổ hợp của hai nút giao, một nút ngã ba đầu cầu Bính và một nút ngã tư vòng xoay giữa đường Bạch Đằng, Hùng Vương, Hồng Bàng với khoảng cách khá gần nhau. Vì vậy, việc ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, nhất là các giờ có tàu trên tuyến đường sắt Hà Nội, Hải Phòng chạy qua. Nút giao thông lập thể khác mức Nam Cầu Bính sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc cũng như tai nạn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện qua lại và không xung đột giao thông. Việc khởi công dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Nam Cầu Bính có nghĩa đặc biệt quan trọng, dự kiến khi thi công hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác cầu Bính, cải thiện điều kiện hoạt động giao thông tại cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố Hải Phòng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đối nội và đối ngoại giữa các khu công nghiệp trong khu vực và quốc lộ 5, quốc lộ 10, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của thành phố Hải Phòng, nâng cao năng lực giao thông, tránh ùn tắc. Khu vực này các bạn theo dõi là khu vực Sở Dầu. Một số ngôi nhà biệt thự ngói đỏ rất đẹp. Cơn bão vừa rồi đã làm tốc hết ngói. Còn đây một khu nhà cao tầng này của Hoàng Huy. Hiện tại ở Hải Phòng nó có tập đoàn VinFast và Hoàng Huy, là hai cái tập đoàn này
buôn bán về bất động sản lớn nhất, các bạn, buôn bán về bất động sản lớn nhất tại thành phố Hải Phòng. Đây các bạn đang theo dõi là những căn nhà đấy, những căn nhà bị cơn bão số 3 vừa rồi nó làm tốc hết ngói. Lại một chiếc tàu nữa di chuyển từ phía Hà Nội về Hải Phòng. Chúng ta tiếp tục đi trên con đường vượt. Đấy, cầu vượt các bạn. Tiếp tục đi trên cầu vượt xuống khu vực đường Bạch Đằng. Khu vực ta đang di chuyển đây là thuộc phường Thượng Lý và phường Sở Dầu. Hai phường này là giáp với nhau. Sau đó như vậy là qua phường Sở Dầu thì đến phường Hùng Vương. Qua phường Hùng Vương thì đến phường Quán Toan. Đây là địa phận của quận Hồng Bàng. Chúng ta đang di chuyển xuống khu vực. Bên tay phải các bạn là khu hành chính của quận Hồng Bàng, vừa mới xây dựng xong và đưa vào sử dụng cách đây khoảng 2 năm. Chúng ta tiếp tục di chuyển thẳng thì đến khu vực Metro, là một cái trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố Hải Phòng trong thời gian vừa qua. Một số công nhân và xe xúc đang gia cố lại những cái cây bị đổ, bây giờ trồng lại. Tiếp tục chúng ta di chuyển và quay về phía cầu vượt Nam Cầu Bính. Nếu ta đi thẳng thì về Thượng Lý và về cầu xi măng, về trại chuối. Còn nếu ta rẽ tay phải thì ta lại đi ngược lại khu vực cầu của chỗ cầu tia sáng ắc quy, tức là cầu vượt tia điện các bạn, cầu vượt cơ điện các bạn, và huyện An Dương, khu vực đó, xã An Đồng, huyện An Dương. Và chúng ta đi di chuyển theo cái cầu An Đồng hoặc là cầu An Dương. Còn đây là chúng ta đi chui qua cầu vượt Nam Cầu Bính, tức là cầu vượt Thượng Lý, cầu vượt Bạch Đằng, đều là một. Đây là chúng ta đang di chuyển trên con đường Bạch Đằng. Phía trên màn hình các bạn đang theo dõi là cầu vượt. Và chúng ta đã đi chui qua hầm gầm cầu vượt, đi về phía Thượng Lý, biểu tượng của quận Hồng Bàng. Và đây là một cái biển quảng cáo logo rất là to. Toàn bộ khu vực này là bên tay trái các bạn, chỗ người đi bộ là đường hầm Bạch Đằng. Và chúng ta di chuyển tiếp là khu vực Thượng Lý, phường Thượng Lý. Phường Thượng Lý hiện nay có một cái bến xe rất là lớn tại đây, trung tâm của thành phố Hải Phòng. Trước kia nó ở bến xe Hoàng Long và bến xe Tam Bạc chuyển về. Hiện tại Hải Phòng có hai bến xe lớn nhất là bến xe Vĩnh Niệm và bến xe Thượng Lý. Khu vực các bạn đã theo dõi trên màn hình là khu vực trung tâm của Bùng Binh Thượng Lý và phường Thượng Lý. Những khu nhà cao tầng, biệt thự rất là to, đẹp, thuộc của VinFast và Hồng Huy. Chúng ta tiếp tục di chuyển về phía khu vực cầu Thượng Lý hoặc là cầu xi măng. Cầu xi măng là tên cũ ngày xưa, còn cầu Thượng Lý là tên mới bây giờ. Hai bên đường này là rất là đẹp. Đây là đường Bạch Đằng các bạn.
Phía trên màn hình các bạn đang theo dõi là một ngân hàng Agribank rất là to. Khu biệt thự này, lô nhà ở mặt đường và hai mặt, có nghĩa là một mặt ở trong khu vực biệt thự và một mặt ở ngoài mặt đường Bạch Đằng này, là cách đây khoảng 7-8 năm là đã mua đến cái giá là 22 tỷ một căn hộ. Còn ở phía trong khu vực này, những căn nhà phía trong thì là cỡ khoảng 15-16 tỷ một căn hộ. Còn bây giờ giá nó sẽ đã lên. Hiện nay khu vực này là dân ở rất là đông, các quan chức ở cũng rất là đông, những người có điều kiện kinh tế khá giả, làm ăn phát tài là người ta ở khu vực này. Trong khu vực này là có đầy đủ trường học, trường mẫu giáo và bệnh viện, khu vui chơi giải trí. Chúng ta tiếp tục di chuyển lên cầu Thượng Lý. Chúng ta tiếp tục di chuyển về phía chân cầu bên này của đường Bạch Đằng, tức là bên tay phải các bạn và bên tay trái đều là phường Hạ Lý. Chân cầu bên kia là thuộc phường Thượng Lý và bên này là thuộc phường Hạ Lý. Phường Hạ Lý có một trung tâm phố đi bộ Thế Lữ, thành phố Hải Phòng mới mở cách đây khoảng 2 năm, dành riêng cho ẩm thực và người đi bộ khu vực này. Tuy rằng mới mở được khoảng 2 năm nay, lượng người đi lại khu vực này cũng vẫn chưa đông lắm, chủ yếu là vào những cái ngày lễ Tết, các quán ăn, hàng quán mở rộng, nhiều đồ ăn, và người dân Hải Phòng rỗi rãi, khách du lịch đến tham quan thì khu vực này sẽ sầm uất lên. Và tiếp theo khu vực phường Quang Trung, phường Phan Bội Châu, phường Phạm Hùng Thái, thành phố Hải Phòng và quận Hồng Bàng tiếp tục mở một phố đi bộ nữa, là phố đi bộ Quang Trung, mà đầu tháng 8 vừa rồi đã bắt đầu đưa vào hoạt động và sử dụng. Đây là cầu Hạ Lý, hay còn gọi là cầu Hoàng Long. Bên tay phải các bạn rẽ vào đường này thì đi vào khu đi bộ Thế Lữ thuộc phường Hạ Lý. Còn đi thẳng là chúng ta đi lên trên cầu Hoàng Long hoặc là cầu Hạ Lý, và đi sang bên kia là thuộc phường Quang Trung, quận Hồng Bàng. Chúng ta đang di chuyển về phía chân cầu bên kia. Bên tay phải của cầu là thuộc phường Quang Trung và chợ Đỏ. Còn trung tâm chân cầu bên này thì thuộc phường Minh Khai. Đây, chúng ta đang di chuyển tại địa bàn phường Minh Khai. Nếu chúng ta rẽ tay phải đi tiếp thì đến chợ Đỏ, chợ Sắt Cũ và phường Phan Bội Châu, phường Quang Trung, Phạm Hồng Thái là khu vực này. Còn chúng ta vẫn đi di chuyển thẳng khu vực này và xung quanh khu vực này thì là phường Minh Khai.
Chương trình đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.